một cái mảng bán buôn nữa, đấy là nhượng quyền, đúng không ạ? Thế thì chúng tôi muốn là một năm chúng tôi sẽ nhượng quyền bao nhiêu cửa hàng, doanh số mỗi cửa hàng là bao nhiêu tiền. Thế thì chúng tôi sẽ lập ra kế hoạch ở đây, các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Doanh số từ mảng bán buôn, nhượng quyền. Thế rồi thì mảng bán buôn nữa, đấy là mảng đại lý ký gửi. Đại lý ký gửi thì tôi sẽ phát triển 10 cửa hàng chẳng hạn, mỗi cửa hàng tôi đặt kỳ vọng là doanh số là, hoặc là mỗi một hệ thống tôi đặt kỳ vọng là doanh số là 150 đến 180 triệu, 200 triệu. Thì các bạn tính như này này, nếu như tôi ký gửi cho một hệ thống, thí dụ thôi ạ, như là hệ thống thời trang Canifa chẳng hạn, hay là thí dụ như hệ thống thời trang Nem chẳng hạn, đây tôi nói thí dụ nhé, tôi không bảo là tôi sẽ đưa ký gửi vào đó được, nhưng tôi nói thí dụ như vậy, đúng không ạ? Thế thì một cái chuỗi như thế này họ có đến tận 20-30 cửa hàng, thế thì doanh thu khoảng 200 triệu thì tương đương với mỗi một cửa hàng chỉ khoảng độ vay khoảng 10 triệu đến 20 triệu một tháng, thì tôi nghĩ không phải là vấn đề khó, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như các bạn muốn có doanh số 200 triệu một tháng, các bạn ký gửi cho 20 nhà thì mỗi nhà chỉ cần 10 triệu một tháng, thì bình quân mỗi tháng các bạn là mỗi ngày các bạn chỉ bán khoảng 300 ngàn tương đương với việc các bạn bán một sản phẩm, bởi vì sản phẩm của chúng tôi là có giá từ 300 đến 600 ngàn là phổ biến, đúng không ạ? Thế thì đấy, ý tôi muốn nói là như vậy. Vấn đề khó khăn là gì? Vấn đề khó khăn là các bạn làm sao để đàm phán được để 20 đại lý ký gửi họ ký với mình, hoặc là mình ký với hai người thôi nhưng mà hai người đấy họ có chuỗi là 10 cửa hàng. Đó, được chưa ạ? Chúng ta hiểu logic chưa ạ? Tức là cái kế hoạch hành động của tôi ấy, ở đây là chúng ta phải chia rất nhỏ ra. Chúng ta chia càng nhỏ ra càng tốt, đúng không ạ? Số lượng ký gửi. Thì cái phần này tôi đã trình bày trong cái bản Word trước đó rồi, tôi cũng đã nói về các chiến lược rồi. Các bạn đưa càng nhỏ ra càng tốt thì chúng ta sẽ biết. Nghe con số 200 triệu thì rất là to, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn ký với một chuỗi. Ví dụ như là Vinmart, đúng không ạ? Chẳng hạn các bạn vào được Vinmart thì bây giờ Vinmart họ có đến mấy trăm cửa hàng. Thế thì mỗi một cửa hàng họ chỉ bán cho các bạn 1 triệu một ngày thôi thì các bạn cũng đã có mấy trăm triệu một ngày rồi. Nếu các bạn họ bán cho bạn 1 triệu một tháng thì các bạn đã có mấy trăm triệu một tháng rồi. Rất là tốt, đúng không ạ? Và ý tôi là như vậy. Vấn đề còn lại là vấn đề các bạn làm sao mà triển khai để họ đạt được các cái KPI này. Đấy, KPI tức là gì? Là các cái chỉ số đo lường hiệu quả. Ok, đấy là doanh số. Nếu như cái công việc kinh doanh của các bạn nhá, cái doanh nghiệp của các bạn mà có đến cái doanh số từ những cái nguồn khác nữa, thì các bạn theo cái file này các bạn insert, tức là chèn thêm cái dòng vào, xóa cái dòng của tôi đi, chèn thêm dòng của bạn vào, thêm vào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết được là doanh số chúng ta bao nhiêu. Nếu các bạn cần cẩn thận nữa, các bạn có thể chia theo tuần. Thì chia theo tuần thì tí nữa ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ xem các cái sheet trong file Excel này. Tiếp tục ở đây nó còn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, tôi đánh nó từ 1 cho đến tháng thứ 12 cơ, nên các bạn yên tâm. Tiếp tục đến các cái công việc, đúng không ạ, của marketing. Doanh số ở phía bên trên và bên dưới là chi phí. Thì các bạn cũng sẽ đưa chi phí vào đây. Chi phí các bạn có thể để cố định khoảng độ 5% hay 10% chi phí marketing nhân với doanh số. Chi phí marketing này các bạn phải xác định xem là có bao gồm các chi phí khuyến mại hay không. Nếu như không bao gồm các chi phí khuyến mại thì chi phí marketing tôi nghĩ chỉ khoảng 5% là đẹp. Còn nếu bao gồm các chi phí về khuyến mại nữa thì nó có thể lên tới 20-30%. Bởi vì trong mảng bán lẻ bao giờ cũng có chi phí khuyến mại bao gồm là sale off, đúng không ạ? Ví dụ spa chẳng hạn, một cái gói dịch vụ của bạn 5 triệu nhưng mà bạn có thể giảm giá chỉ còn 3 triệu thôi. Thì riêng cái 2 triệu đấy tính trên doanh số thì nó cũng đã chiếm đến 40% rồi. Vậy thì chi phí marketing nó bao gồm cả quảng cáo nữa, chi phí chốt khách hàng nữa, vân vân, thì nó có thể lên tới 50-60% cơ. Thì cái này tùy thuộc vào từng ngành hàng các bạn nhé. Đấy, thì ở đây tôi khuyến cáo là các bạn có thể để 5-10%. Các bạn nhân chủ động ở đây, ví dụ như này. Đấy, các bạn lấy 0.5. 0.5, đúng không ạ? 5% mà thì sẽ tương đương với 0.05, đúng không ạ? 0.05 sao với cái này. Ví dụ như thế thì các bạn sẽ ra được doanh chi phí cho một tháng. Sau đó thì các bạn kéo file Excel này đến đây. Đấy là cách làm. Thì tôi không dạy các bạn làm Excel đâu. Đấy, nhưng mà đấy thì chúng ta sẽ nhìn đây là như vậy, là
trong một tháng, tháng 1 mình có 140 triệu tiền mặt để mình làm marketing, tháng 2 mình có 115 triệu, tháng 3 mình có 84 triệu, tháng 4 mình có 180 triệu. Các bạn nhìn thấy rồi chưa ạ? Tháng 4 mình có 180 triệu, các bạn nhìn thấy rồi chưa ạ? Ok. Thì cái chi phí này nó cũng tăng giảm dựa theo cái doanh số, đúng không ạ? Chi phí marketing thì chúng ta luôn để một cái số cố định để ăn theo cái doanh số, bởi vì nguyên tắc của chúng ta sẽ là doanh thu nào thì chi phí đó, được chưa ạ? Thì với cái số tiền như vậy thì chúng ta sẽ phân bổ vào các công cụ. Cái chi phí này cũng được khuyến cáo là sẽ không bao gồm tiền lương, bởi vì tiền lương là một khoản khác, đúng không ạ? Nằm trong cái vấn đề về chi phí nhưng không phải là chi phí marketing. Nếu mà các bạn gộp cả chi phí tiền lương vào đây thì cái chi phí marketing có thể tăng lên nữa, được chưa ạ? Tôi tách ra chi phí tiền lương sẽ không gồm ở đây. Cái chi phí mà 5% này là chi phí tiền mặt để chi trả cho các công cụ. Ví dụ như tôi chạy AdWords, tôi chạy Facebook, tôi mua email marketing, tôi chạy quảng cáo, tôi mua bài PR, đúng không ạ? Tôi sản xuất video, TVC vân vân, thì đấy chính là các chi phí của marketing. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là các cái hạng mục mà chúng ta liệt kê ra. Thí dụ như là tôi sẽ làm web, đúng không ạ? Bao gồm website của tôi, SEO web, email marketing, website thương mại điện tử của đối tác, kênh YouTube, fanpage, Facebook group, Facebook profile, các cái chương trình khuyến mại, liên kết với đối tác, Google AdWords, PR báo chí và PR sự kiện. Cái việc là chúng ta cũng có thể tạo ra những cái gói khuyến mại. Ở đây thì có rất là nhiều khuyến mại. Tôi đã viết ở khuyến mại bên trên, bên dưới tôi cũng có, tôi sẽ xóa đi cho các bạn. Ý tôi muốn nói là trong cái phần tiếp theo ấy, thì tôi sẽ có rất nhiều loại khuyến mại ở đây. Sản xuất catalog, đúng không ạ? Trang trí cho chuỗi cửa hàng thứ nhất, trang trí cho chuỗi cửa hàng thứ hai, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Đấy, thì cái công việc về marketing nó sẽ phải kèm theo như vậy, chứ không phải là chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta liệt kê ra là xong, mà chúng ta không để ý đến cái chuyện là cả tuyển dụng nhân sự, đúng không ạ? Thì đây là tôi liệt kê ra hết các cái đầu công việc. Cũng nói thêm rằng là nếu như cái bản kế hoạch của bạn mà cần có thêm những công cụ khác mà tôi không liệt kê ở đây, ví dụ như là sản phẩm của bạn, các bạn chạy quảng cáo trên AdClick, đúng không ạ? Các bạn chạy quảng cáo trên AdMicro, thì các bạn có thể chèn thêm các công cụ AdClick, AdMicro và AdTima vào đây, hay còn gọi là các bạn hiển thị. Công cụ của bạn là chạy trên app, các bạn là phát triển app vân vân, thì các bạn lại liệt kê tiếp vào đây. Các bạn sản xuất các cái viral video, các bạn có thể liệt kê tiếp vào đây. Thì chúng ta có thể insert thêm những cái dòng khác nữa, đúng không ạ? Hoặc là các bạn đưa vào đây phần khác. Đấy, thì tôi xin nói là đây là cái bản kế hoạch của tôi, thì nó chỉ có từng này cái đầu công việc thôi, mà tôi thấy cũng đã rất là nhiều rồi. Và đây không phải là một cái bản kế hoạch mẫu hoàn hảo cho tất cả mọi người, cho nên mọi người có thể thêm, có thể bớt, có thể xóa, có thể dẹn, chèn thoải mái nhé. Vâng, thì đây là cái biểu mẫu để cho các bạn xem tham khảo thôi. Thế sau đó thì chúng ta sẽ sang một cái sheet cụ thể. Vâng, cái sheet như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Đây cũng là roadmap đây, tháng 1 và tháng 2 năm 2018, đúng không ạ? Vâng. Đấy, thế thì tổng doanh số của chuỗi như thế nào? Đấy, doanh thu từ các cái nguồn các bạn liệt kê vào đây. Cái con số này chúng ta không phải là tự dưng chúng ta điền vào, đúng không ạ? Chúng ta phải tham khảo họp rất là chi tiết với phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng kế toán. Chúng ta lấy được những cái thông số của năm ngoái, năm kia, và chúng ta lắng nghe ý kiến của ban giám đốc xem là năm nay chúng ta muốn tăng trưởng bao nhiêu phần trăm. Sau đó thì chúng ta sẽ phân bổ. Cái này nó thuộc về nghệ thuật phân bổ. Phân bổ theo tháng, phân bổ theo tuần, phân bổ theo kênh. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta phải phân bổ rất là kỹ cho từng cái mảng như thế này. Đấy, làm sao cho nó ra được con số tổng vẫn là khớp. Thì chúng ta vẫn thấy ở đây, đúng không ạ? Bán lẻ online, bán buôn. Các con số là tương đương với triệu đồng ở đây. Có tháng thì có tuần 1 đến tuần 4, có tháng thì có tuần 1 đến tuần 5, phụ thuộc vào từng tháng đó, được chưa? Bởi vì ví dụ như là nó chỉ có 2 ngày là nó sang cái tuần 5 rồi. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta xây ở đây, nó rất là chi tiết. Đúng không ạ? Nó rất là chi tiết. Thế rồi các công việc hàng tuần,
chúng ta sẽ làm thế nào, các công việc hàng tuần chúng ta sẽ làm thế nào. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, cũng tiếp tục là chúng ta sẽ đưa các cái chỉ số vào, ví dụ tổng doanh thu đây thì chúng ta cũng sẽ lấy 0.05 đúng không ạ, sao với cái doanh thu như thế này thì nó sẽ ra cái chi phí của chúng ta 5% của tuần thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền đấy. Chúng ta sẽ kéo đến đây đúng không ạ, và tương tự như thế chúng ta đây là ví dụ chúng ta có 11 triệu đây, chúng ta có 32 triệu, chúng ta có 42 triệu chúng ta làm marketing, chúng ta phải chi tiêu cái số tiền này sao cho nó hiệu quả vào các kênh của chúng ta đúng không ạ. Website thì chúng ta làm gì đúng không ạ, thì ở đây tôi sẽ làm mẫu cho các bạn rất là chi tiết, cập nhật hình ảnh mới một tuần mấy lần, hình đăng như thế nào, có chương trình khuyến mại gì thì phải tạo banner, ngày nào sẽ lên banner. Đấy là cách một người lập kế hoạch để cho nhân viên của mình làm, và các bạn có thể áp dụng cái kế hoạch này cho kế hoạch tuần cũng như kế hoạch tháng, không có vấn đề gì cả. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây đúng không ạ, tôi sẽ ghi rất là rõ. Đấy, sale web thì sale những từ khóa nào, thì chúng ta sẽ biết thấy ở đây thì có rất là nhiều các từ khóa ta đang theo đuổi, thì mỗi một tháng chúng ta sẽ theo đuổi một số các cái từ khóa khác nhau, chứ không phải là chúng ta sẽ cùng làm hết một lúc, được chưa ạ. Đấy, chúng ta làm sale ví dụ như là cái tháng 1 này tôi tập trung vào 4 cái từ như thế này, cái tháng 2 thì tôi tập trung vào những cái từ khác. Email marketing thì tôi sẽ gửi mấy lần trong một tuần, ví dụ như là 2 lần thì nó vào thứ 2 và thứ 6 chẳng hạn đúng không ạ, vân. Gửi nội dung gì, data ở đâu, ai là người viết nội dung, ai là người kiểm duyệt nội dung thì chúng ta sẽ làm vào đây, được chưa ạ.